Hello Nam, đi sang xe mới nha. Phiếu quà kim cương. Rồi. Hồi phát đầu tiên 30 ngày luôn. Cái thì có dấu hiệu là hên rồi đó. Cái đầu hên mà sao hai cái sao xui vậy. Được 50 cầu thủy tinh luôn à. Nó phải gào hết mấy cái linh tinh này nó mới. Bây giờ là pin với là nhẫn. Chắc ăn luôn. Cái dòng này cho quà cũng nhiều ta. Còn 3 ô nhẫn, bộ đồ, chắc ra bộ đồ quá. Nhẫn, tôi tin tưởng nó quá cao rồi. Bây giờ là cái phát, một là mình lời, hai là mình lỗ nè. Rồi, đụng luôn. Quá trời nhân phẩm luôn rồi. Lần thứ hai mà mình săn cái dòng phiếu quà được xe trước á. Trước kia là săn con sông thần cũng còn bộ đồ, con này bây giờ cũng còn bộ đồ. Đồ thì nó không quan trọng anh em. Xe nhìn giống hai con mắt của cá ha, cá lóc. Phần sau thì cũng đẹp, xe đẹp. Đó, bung ra đẹp ghê luôn á. Như đít xe hơi bị bự, xe này hơi to. Vậy là con xe này mình săn 6k kim cương ha, nãy 25. Kỹ năng là mỗi lần rip 7 km, tốc độ nitro cao nhất 14%, sức mạnh nitro trong 5 giây, kích hoạt xong là trong 9 giây không thể kích hoạt nữa. Mỗi lần kết thúc rip thì 80% xác suất nhận ngay 12% tích nitro. Vậy là con này nó duy trì thời gian 5 giây, tỷ lệ 100%, sau đó phải đợi 4 giây sau nó mới phát động tiếp. Ạc mình không đủ điểm kỹ thuật nâng này, nên bây giờ phải mượn ạc của người khác anh em. Nhánh nâng thì anh em nâng sau chip ha. Đó, tỷ lệ rip là phát động 100%, nhưng mà nó duy trì được có 5 giây thôi. 293. Nó phát động 100% luôn, nhưng mà duy trì 5 giây, sau đó mình phải đợi 4 giây. Là nó qua 9 giây đó mình rip cái nữa nó mới có kill. Con này điều hướng cũng được. Tốc cộng được 318.1. Bình thường là 311.1. Gặp bà gồ. Gặp người quen. Mà không biết ạc này giờ ai chạy nè. Nếu ham chạy hay là gió chạy nè. Khả năng là có thể là gió chạy. Solo nha. Con này cái phần điều hướng nó ổn, mà cái phần grip như mình thấy nó kiểu nó hơi bị lạng. Giáo đồ họa dơ vào nhìn thấy cái bô không được đẹp cho lắm. Kỹ năng này cũng được mà thấy thời gian duy trì nó ngắn quá. 5 giây. 5 giây phải đợi thêm 4 giây, qua 9 giây mới phát động tiếp. Còn cái khúc kêu phía sau là kết thúc rip. Sau khi kết thúc rip thì sẽ có tỷ lệ 80%, nhận 12% ống nitro. Trung bình là 2 cái lần kết thúc thì nó sẽ phát động một lần. Ok. Chung con xe này cũng khỏe, nhưng mà có phần rip nó cảm giác nó không được im. Mới vô là có kêu luôn. Mệt. Con này kêu nó cộng lên tốc độ nitro với lại sức mạnh nitro. Thì anh em khúc đầu khởi động vào thì nó có kêu cũng không có tác dụng gì hết. Chỉ khi nào mình dùng nitro rồi nè mà có kêu nó mới cộng tốc độ với sức mạnh. Bởi vì nó cộng tốc độ tối đa cơ bản hay là tốc độ đường trường gì đó thì nó lại ngon. Đó, như này nè, dùng nitro thì nó mới có bước thêm.
mình sang bỏ ô cuối 6k, nếu anh em mà sang full dòng thì chắc cũng 8k 8-9k, một cái vòng cuối như 200 lần á, cũng mới kim cương tầm 2k nữa. K thì ra 8k, 8k thì 2 triệu. Mà anh em có mấy xe kia ngon thì khỏi, sang con này cũng được, cũng đã thích sang thì sang, con này nói chung cũng khỏe. Bóp vô cái nó mạnh ghê. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.